Cải mầm. Cải mầm đâu rồi? Phương Trang xin chào quý vị khán giả, nhưng mà phải tìm cho ra cải mầm mới được. Cải mầm, cải mầm em đâu rồi? Em ra đây chị biểu coi nè. Cha mẹ ơi, sao ai tìm con cũng bạo lực vậy nè? Sao mà không bạo lực cho được? Chị đang tức quá trời tức luôn đây nè. Sao? Tức cái gì? Tức cái gì hả Vân Trang? Thôi, từ từ, bình tĩnh. Bây giờ nè, hít vào, thở ra. Rồi, giờ nói đi, tức cái gì nè? Tức chứ Đốc Tơ Khỏe. Đốc Tơ Khỏe nói với Vân Trang là cải mầm rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Có giá trị dinh dưỡng rất là cao nữa. Đúng rồi đó, giá trị dinh dưỡng của em rất cao. Lượng vitamin A, C, E đều cao và nhiều thành phần dinh dưỡng khác. À, do đó khi Vân Trang ăn cải mầm còn giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, ngừa cảm cúm và giảm lượng cholesterol. Tốt như vậy thì làm sao Vân Trang ăn vô Vân Trang lại bị đau đầu nè, buồn nôn nè. Đi bác sĩ thì bác sĩ nói là bị ngộ độc thực phẩm. Đốc Tơ Khỏe với lại cải mầm giải thích cho Vân Trang đi. Tại vì Vân Trang chứ tại ai? Tại Vân Trang hả? Tại sao lại tại Vân Trang vậy Đốc Tơ Khỏe? Cải mầm rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu như mọi người không chú ý như là môi trường trồng cải mầm không an toàn như là đất, dụng cụ không sạch, nhiều vi khuẩn thì nguy cơ người ăn bị nhiễm khuẩn rất là cao. Còn nữa, nếu thu hoạch em không đúng cách thì sẽ dễ bị nhiễm bẩn vào thân rau nha chị Vân Trang. À, cũng phải ha. Vân Trang để ý thấy là dạo gần đây người ta lại muốn tăng năng suất, tăng lợi nhuận, người ta lại bón phân nè, xong rồi người ta lại bỏ thuốc hóa học vô nữa. Ôi trời ơi, mấy cái đó mà ăn là bị ngộ độc thực phẩm chắc luôn. Vậy mà chị Vân Trang chưa tìm hiểu rõ đầu đuôi mà đã vô bắt nạt em rồi. Thôi, cho chị xin lỗi đi nha, chị chỉ hiểu lầm thôi, hiểu lầm nhỏ xíu một chút xíu vậy thôi nè. Xin lỗi nghe. Rau mầm khoai tây vườn Đốc Tơ Khỏe, dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe đây. Khoai tây, em lại đây, chị Trang mua cho nè. Cô khoai tây đang làm gì vậy? Sao lại bán rau mầm khoai tây? Không được làm như vậy đâu. Nè cải mầm, con đừng nghĩ con xuất hiện trước thì không cho ai làm gì nha. Ai muốn bán gì bán chứ, con đừng ích kỷ như vậy. Đúng rồi đó, sao cải mầm lại cản khoai tây chứ? Cải mầm làm như vậy là đúng rồi đó Vân Trang. Cả Đốc Tơ Khỏe cũng binh cải mầm luôn hả? Rau mầm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng, nhưng không phải rau mầm nào cũng tốt, cũng vô hại đâu nha. Đặc biệt như là mầm khoai lang, mầm đậu ván, mầm khoai tây, mầm đậu mèo không ăn được vì chúng khiến cho cơ thể bị nhiễm độc, rất là nguy hiểm cho sức khỏe. À, may quá, nhờ ngày hôm nay Đốc Tơ Khỏe nói như vậy Vân Trang với quý vị khán giả mới biết được đó. Vậy thì coi như con công cốc sao Đốc Tơ Khỏe? Bản thân con cũng đã tốt rồi, đừng sáng kiến tùm lum, coi chừng không giúp mà lại hại người đó nghe. À, bây giờ thì chị mới hiểu đó, cải mầm đừng có giận chị nghe. Không dám đâu, chị thấy em nhỏ nên muốn mắc nại em thôi. Không có, chị có ý đó đâu mà. Nè cải mầm, khoan đã, chờ chị với nè, chị xin lỗi. Thiệt tình cải mầm, suốt ngày cứ giận với hờn. Thôi, Đốc Tơ Khỏe xin chào tạm biệt khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình sau.